khoán và tìm hiểu những cái kênh đầu tư, những cái sản phẩm tài chính trên thị trường chứng khoán. Vâng, còn bên quỹ VCPF phía bà Nga thì sao ạ? Hiện tại tỷ lệ nhà đầu tư nữ ở trong các quỹ của VCPF thì chiếm khoảng 52% và cũng cao hơn so với cả những cái năm đầu quỹ mới thành lập, thời đó là khoảng 48%, cho thấy là phụ nữ càng ngày càng quan tâm hơn đến cái sản phẩm tài chính. Theo cái số liệu thống kê của Hiệp hội CFA, là Hiệp hội các cái nhà phân tích tài chính của Mỹ, theo số liệu năm 2015 thì cho thấy là cứ 5 thành viên của Hiệp hội thì có ít hơn 1 người là nữ, tức là chỉ tỷ lệ nữ chỉ có chiếm khoảng 18% thôi. Trên thế giới thì không có một nước nào là chiếm quá 50% cả. Và cái nước cao nhất ấy có tỷ lệ là 43%. Rất là tự hào là Việt Nam chúng ta là nước có tỷ lệ cao nhất là 43%. Thế còn một số những cái nước xung quanh chúng ta, ví dụ như là Singapore hay Thái Lan hay là Trung Quốc thì chỉ khoảng 29-30% thôi. Những nước phát triển ví dụ như là Mỹ chỉ có hơn 16%. Thế nhưng mà gần đây thì có những cái lập luận cho rằng là cần phải có bổ sung phụ nữ vào làm trong nghề đầu tư. Bởi vì ai cũng biết là nguyên tắc trong đầu tư là mình phải đa dạng hóa cách nhìn này, đa dạng hóa quan điểm đầu tư, đa dạng hóa cái phương pháp đầu tư của phụ nữ vào thì sẽ có thể có kết quả tốt hơn.